Hello các bạn, John đây, cuộc sống quận Cam Cali. Hôm nay thì bên Cali vẫn còn Spring Break cho những học sinh. Thì hôm nay John với Jonathan đi vô quán ở Kura ăn sushi, your lunch. John và Jason và Jonathan mời các bạn vô ăn chung nhé. Let's go inside. Thì cái tiệm Kura này á, nó có mấy chi nhánh luôn. Một cái chi nhánh gần ngay khu Bô Sa Lido Sài Gòn mình, là trên đường Brookhurst và đường Westminster đó các bạn. Ngay đó luôn đó các bạn. Let's go, mình vô nha. Cho ta, let's go con. Chào các bạn. Thank you. John, John và Jonathan vô trong quán Kura. Thì hôm nay là đúng có 12 giờ trưa giờ California đó, thì rất là vắng. No, để sushi đây á, mình có thể mình order ở trên đây nè các bạn. Đó, mình order bằng trên đây, bất cứ cái gì cũng vậy, mình order thì nó sẽ mang ra. Rồi còn không muốn order ở trên đây á, thì ở đây á, nó sẽ chạy vòng vòng này các bạn. Đó, chạy mình thích thì mình lấy. Thì John sẽ lấy một vài món nha. Mời các bạn ăn nha. Để đi lấy cho con. Thiên hà bao la, những vất vả không làm cha gục ngã. Nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhiều ngày ôm con. Đứng đằng sau, sáng rộng vòng tay, che chở lấy. You want? I want to eat shrimp. Shrimp, okay. Shrimp. Thì John có order cái shrimp, crispy chicken và ăn với mấy cái món sushi nữa các bạn. Các bạn thấy đó, mình có thể mình order bất cứ cái gì ở đây cũng được, mình chọn, thấy không? Mình chọn ở đây trong cái máy này nè các bạn. Đó, mình chọn ở đây rồi mình bấm thì nó sẽ mang ra đây cho các bạn biết đó các bạn. Thì đây là một cái máy robo họ mang nước tới cho mình đó. Các bạn thấy không? Đó, đây cái máy robo đây nè, họ đang máy tới đây. Đó, họ mang tới thẳng cho mình luôn. Đó, robo đó. Là một cái máy đó các bạn, một cái máy đó, robo mang nước tới đó. Đó, bàn nào như cái số này là bàn số 13 nó sẽ mang thẳng tới, xong rồi nó sẽ chạy đó. Bên này là hiện đại như vậy đó, bộ máy robo nó order đi con. Sao thầy vị chúa con ăn trong cái TV này đây. Và không làm cha gục ngã. Nắng mưa nào cũng chẳng làm sao anh cha. Đó, cái này John đã order, nó chạy lại cho John rồi. Mẹ ôm con, đứng đằng sau, giang dòng vòng tay, che chở lấy, sợ đời con vấp ngã. Là crunchy rose. Thì John có order thêm một phần nữa, Yellowtail. Mời các bạn ăn nha. Con, một cái hot 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 sake. Hôm nay Cali trời vẫn có hơi lạnh. Thì như John nói là đây nó có fresh wasabi nè. Thì ở đây họ có đầy đủ hết cho mình. Mình bỏ wasabi vô. Nói xì dầu. Thì mình ăn bao nhiêu thì mình bỏ thêm. Xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tình. Đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu hỡi, con thơ sờ lắm. Sao một ngày không còn cha bên con.
bóng tay cha mãi sang con một đời với con chỉ có mình xa thôi. Sờ vòng tay cha mãi sang con một đời. Đây là sơ mấy món John Oliver. Em cái gì thì mình order nữa. Đây, John mời các bạn nha. Mời các bạn ăn miếng đây là miếng yellowtail. Đây là yellowtail đó các bạn. Cá sống. Tuy là nó không được fresh bằng mấy cái tiệm mà sushi ở ngoài kia đâu, nhưng mà tiệm này là một tiệm rất là đúng dạng, rất là bình dân và dễ cho mọi người. Đây là trứng cá này các bạn, mời các bạn nha. Đây đó là chim chưa. Cay đắng cuộc đời cha nhận lấy những lúc buồn cha nào để con hay ăn sushi gì ba thứ không bao giờ phải có: xì dầu, wasabi, bù tạt và ginger. Thì giống như John nói đó, Kura này nằm ở trên đường đường Westminster và đường Bukhos. Rất là nhiều người ăn lắm bạn. Nó rất là yummy, bình dân, nó rất là dễ. Ăn con chicken. You want more? Cho nó được thêm cho đại ca ăn. Shrimp tempura. Từ từ cho John này. Thì giá ở đây thì không phải là phải chăng, nhưng mà ở đây ý cho nói rằng là cái tiệm này mình tới mình ngồi mình order đồ ăn đồ uống. Good. Sao con? Không, không ít được theo. Đồ ăn theo, không ăn theo. Anh thôi, đã đi order cho con một phần nữa rồi. Nó không ăn nó được, rất là sống. Ăn đi, tự tại, tự ăn đi. Này, ăn này đi, cái này chicken này con. Thì thường thường á, John với anh em John, gia đình John cũng hay ra đây lắm. Này là sushi với trứng cá, với thịt sống. Đây các bạn, đây là trứng cá sống với thịt sống này. Nó có ăn không được. Này ăn với miếng ginger. Mời các bạn nha. Yummy. Có ăn thì sống không ăn được đâu. No, yeah, very good honey. Ngon lắm. Good. No. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì ý cho nói là Kura này nó có nhiều chi nhánh và tuy là nó không fresh bằng mấy cái tiệm tuy nó không có fresh bằng mấy cái tiệm mà sushi ở ngoài đâu, nhưng mà lẹ ngon rẻ thì vô đây, rẻ thì cũng không có rẻ mấy đâu các bạn ơi, nhưng mà lẹ mà có khung cảnh giống như gia đình vui vẻ ngồi á thì ok thì vô đây được. Kura rảnh đổi như nào, rảnh đổi thì ghé qua đó các bạn. Quán này thì một tháng thì John cũng thường hay tới lắm, tới một tháng là mỗi tháng là tới đó, tới 2-3 lần, 3-4 lần tùy. Gia đình John, mấy anh em John cũng hay tới, bạn bè cũng hay tới nữa. À, tụi con tới. Mình thua. Một phần này hai cái đó là 8 đô. Đó các bạn, 8 đô. Hai con thôi. It's hot con. Để đi làm cho con. It's hot, quý. It's hot, 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 hot. Hot. Con chấm cái này đi, tập chấm, tập ăn này đi. Mai mốt thì ăn thịt sống. Sweet and sour sauce. Thì hôm nay là ngày cuối của Spring Break, cho nên hai bố con đi ăn trưa. Được lượt tao quá, được lượt tao quá. Yeah, idiot. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm. Thì các bạn thấy sau lưng John đó là mình thích cái nào mình lấy cái món đó. Thời gian qua con đã vô tâm. Thì mấy cái dĩa này nè, bảo đảm với các bạn, những người ăn thời gian đầu á sẽ có cái vấn đề là lấy đồ ăn ra. Có nhiều người không biết đó. Cầm cả này luôn. Mà thật sự không được như vậy. Không biết lấy không được, cầm nó luôn. Rất dễ, giữ cái dĩa đẩy lên là được rồi. Thôi cháu ơi, thôi. Ở đây đi ăn sushi các bạn, mình phải tay. Đó đây, dùng tay nhiều lắm cho nên ok. Mình ăn xong thì mình vô trong restroom mình rửa tay. Thôi thì mang cho nó thủ sẵn sanitizer. Ở đó tay rồi. Cay, cay quá. Khi mà ăn xong á, nó có cái này bỏ xuống. Thì khi bỏ vậy nó sẽ tính tiền là bao nhiêu dĩa. Đó. Chỉ bỏ mấy cái dĩa thôi. Còn mấy dĩa này thì bỏ không được. Bỏ mấy dĩa thôi, mấy cái này cũng này. Không bỏ được, này không bỏ được. Không bỏ được. Bỏ những cái dĩa tròn tròn này thôi nè các bạn. Thôi mình bỏ xuống. Của mình tới. It's fell off. 1, 2, dear guest, your meal is ready. Này, water. Máy machine nó vừa mang tới cho tròn đó. Nó vừa tới sau lưng mình đó. I think this is, when I came in, it's half. It get loose, it loose already. It loose. Oh, okay. Yeah, that's fine. Sorry about that. No problem. Thank you. Đã vô tâm làm cha đau, cha yêu ơi con thơ sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con, sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi, sợ vòng tay cha mãi xa con một đời. Phục vụ đây number one đó các bạn. Nhớ nha, phục vụ đây number one. Phải cho tip, phải thưởng người ta đó.
có tay còn không được lau quần. Nó no here you guys ok rồi để đây. Wait. You're done. Đưa đây. Tí, rửa tay, Russian rửa tay coi. Đây. Cuộc đời cha nhân lấy những lúc buồn chẳng nào để con hay. Rồi lại đi. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. You want ice cream? Yes. Không làm cha gục ngã. He wants ice cream. Đấy là ăn kem, có lem. Không biết là đây có ice cream không nữa. Để hỏi này. Yep, ice cream here. Yeah. Dessert. Yes. Oh, you do? On the far right there, so we have the dessert right above the car. Oh. So there's more cheese in the middle. Oh. Oh, I got it. Okay, thank you. Cho anh. You want ice cream or you want this one? Cho nào được ice cream, dessert của đại ca cho. Ngon chưa? Giờ hẹn đưa đi. Con thôi chút này, cái virus trong bụng water you drink nó bụi trong bụng con á. What do you want? Con muốn cái gì? Ice. You want ice? No, đừng có ăn ice. No good. Con không có mọc răng được. Nước đi. Con ăn nhiều ai trong bụng con có ice á. No good. Thật là non. Cho không ngon rồi em bạn. Lớn hơn cả thiên hà bao la. Nhưng vất vả không làm cha gục ngã. Hai cha con là cũng làm gần 10 dĩa rồi đó. No. Các bạn thấy ice cream nó tới rồi đó. Ừ. Lấy đi con, hai tay. Use. Okay, go get it. Both hands. Cha nhiều mẹ ôm con. Cho anh tập cho nó cái gì cũng vậy, phải tập. Tự làm. Mai mốt phải tự làm. It's hard. Thank you. He say thank you, daddy. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm. It's hard, đấy, đấy, đấy. Hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã phút ấy đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, open nha, yeah, break nha. Open nha, don't break it. Một ngày không còn cha bên con. Sự vòng tay cha mãi xa con một đường. Ok, đã đi, không break it. Các bạn ơi, John and Jonathan. Nói chung lại là no rồi. Thì bây giờ tính tiền. Thì mình tính tiền á, có thể mình kêu người ta tới. Hoặc là mình đứng đây nè, bấm nút check out thôi. Thì John sẽ bấm nút check out thôi. Dùng lại là hết mọi thứ. John với Jason, John với Jonathan đã ăn hết rồi. Chỉ còn mỗi nước là uống không nổi nữa thôi, để lại thôi. Đó. Trước khi mình bỏ nó sẽ hỏi tất cả những cái plate đó, dĩa mà cái dĩa tròn nhau thôi, nhỏ thôi nha. Bỏ hết chưa? Và vô lại tính tiền. Còn mấy cái này á bự mình không bỏ được. Thì nó không có tính. Không tính riêng. Đó. Thì đây, bây giờ cho tính tiền nè.
À, thì đây là bữa trưa của John và Jonathan. Đó, một bữa trưa đây. Hơi một lần nữa, John, cuộc sống quận Cam Cali. Mến chúc các bạn có một tuần lễ vui vẻ, khỏe mạnh và nhiều ơn trên nha. Nhớ nha các bạn. Like and subscribe, đăng ký cuộc sống quận Cam Cali cho John. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.